đại bằng nhầm, đó là một tình huống tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp từ xa, sát thương là không đủ đến từ cầu vòng tối thượng rồi. Ủa mơ gì cha, đừng có trùng hợp à, hai là chơi chung nét à, hai là chơi chung quán nét à anh em, ảo thật đấy. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với bình đoạn Ranh Đồng. Rất lâu rồi tôi mới làm lại một số này vì hôm nay mới đủ sức khỏe để làm anh em à. Bữa giờ hò quá. Thì để xem là lâu rồi không gặp thì các idol chúng ta ở Ranh Sắt Việt Nam sẽ như nào anh em nhá. Let's go, let's go. Ok, đến với game đấu này thì chúng ta vẫn sẽ có 10 idol và trong đó thì idol Tớ Hận Cậu vẫn đang là một trong số những idol chủ chốt của series này. Và chúng ta có đứng trên là gì đấy ạ? City of Bronze, đứng dưới là Drone Tớ Hận Cậu, đứng giữa là Single PDL. Đứng dừng là một cái tên nó hơi dài và nó không có ý nghĩa gì cả. Trong khi đó bên phía bên kia chúng ta có sự hiện đến từ Lux, chắc là One Charm Lux rồi anh em ơi. Đi dừng thì chúng ta sẽ có sự hiện đến từ Kadok. Và đứng giữa là Makute. Trong khi đó thì khu vực đường dưới chúng ta các sự xuất hiện đến từ Racy và Phan Khánh à. Phan Khánh 203 nhá. Tài năng trẻ anh em nhá. Ping 800. Ôi vãi cả đồi ạ. Ping 800 ạ. Phải ping 800 các bạn ơi. Ở đường dưới sau đây Lucian và idol Tớ Hận Cậu lướt lên bắn liên tục và sát thương là khá nhiều. Mất thiêu đốt rồi, nhưng bên phía bên kia thì Dinh mất tốc biến, gọi mất một đống máu ạ. Hello idol ạ. Lo chơi không chơi đâu, lắc lên mối gì thế này. 12.4 thì còn mối cái gì thế này. Lướt lên bắn rất phũ đến thì vị trí có Tớ Hận Cậu rồi. Oh my god, oh my god, oh chết. Ui là cái gì đó, tốc biến lên, thằng nào cái gì, đánh đi, thằng nào cái gì. Phan Khánh chọc cái quy bạn ấy. Ôi đang làm choáng, đang móc thì bị ô lên thang nữa. Đến thế nhờ. Hóa bàn tốc biến như thế mà vẫn chụp được AD bên phía bên kia. Tốc biến sau 5 giây sau mới W mà AD bên kia vẫn bị dính W Pantheon. Chắc hiểu kiểu gì luôn. Và bây giờ thì Talon còn tốc biến ra vét thôi. Echo quay ngược trở lại dồn sát thương với thiêu đốt. Sát thương là rất nhiều. Solo kill. Talon đi đường vòng hơi xa rồi bạn ơi. Phai móc trượt làm gì đây ông? Làm cái gì đây? Idol lách cái nhẹ. Lướt lên bắn luôn đi bạn. Lướt lên bắn mày luôn. Mày làm sao cho đi gặp dế. Kiana xuất hiện ở đây với tiểu quy đức quy e các kiểu đức quy đi bạn, đức quy cái cuối đúng rồi, thấy được rồi, lấy nhiều đấy máu của con ui thu thập hắc ám ạ. Giáo án hết sức quen thuộc anh em nhá. Lưỡng giới đồng quy đặt ra và đó là làm choáng đến từ echo của Makute. Talon w quy vào kích nội tại một pha là trên. Talon đã có một tiếng đảo ganh ở đây. Liệu rằng có bắt được ai không khi bên phía bên kia vẫn đang là bộ đội còn khá là nhiều máu, lướt về cái nhẹ rất dễ dàng. Pai bước lên tìm kiếm một tí móc đến từ vào Lucian nó làm choáng nó các kiểu vào đến thứ ba thì còn cố gắng rút lùi. Còn cái hết e rồi còn e không bạn, còn cái e là làm choáng tốt đến thứ ba và có mạng shut down cho ta lồng rồi. Ô, nó ganh thấy vẫn chết, ảo thật. Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi. Thiêu đốt nó bạn ơi. Bắn nó đi bạn, sắp nó đi bạn. Sao lại quỳ gần thế? Bắn mày luôn, bế mày đi luôn. Đen thế nhở, lại không có mạng. Rồi, Tạ Long lại xuống ganh idol rồi. Má, cam thì cam hoài với cha. Thanh niên làm sao nữa đây? Đang đi hơi cao thì bị đấm và rút lui được. Tạm thời thì Lucian và idol không còn spell nữa. Tạ Long thì nó lại còn chiêu cuối. Pantheon dựng khiên và xó lên bảng rồi. Chiêu cuối đứt Talon đấm liên tục vào rồi xong rồi. Đi luôn cái idol đứng dưới rồi các bạn ơi. Quá. Trong khi đó thì Kiana đứng chờ ở đây với cấp độ 6 đập lên. Và đó là tiếng ERQ. Sốc điện chết luôn. Ui hay thế nhờ. Flash né làm choáng các kiểu. Tốc biến lên đến từ Echo quăng Q làm chậm. Kiana vẫn đang lết đi bộ về được lượng giới đồng Q không có làm choáng đến từ vị trí của Echo. Echo còn chiêu cuối đang quăng đấm vào và chiêu cuối đi bro. Chiêu cuối tại chỗ rồi. Sau đó thì bắt buộc phải rút ra với lượng máu ít ỏi. Kiana bây giờ còn một tình huống đúp trước rồi. Quy tàng hình luôn, ok luôn. Pantheon ra cover.
má thế nào vẫn ăn cái Q2 đen thật. Trong khi đó thì idol Kiana kêu gọi thêm cả City of Bronze ra khu sứ giả để ăn con sứ giả đầu tiên của ván đấu này. Đang bị lắc phá một chút, liệu rằng có ăn được hay không đây. Thôi đi về đi ông, chưa hiểu làm cái gì luôn. Phantom chưa cuối ra mid luôn rồi, Talon cũng đang có mặt ở đây. Không có R đến từ Kiana và Talon cũng tương tự là như vậy. Talon quy vào W chỉ là lấy tiền tí thôi. Bị Pantheon làm choáng rồi. Tình huống dựng khiên mù mắt đến từ Pantheon. Echo băng thẳng vào dính sát thương đến từ Ad rồi. Bắt đầu đấm silo liên tục đến từ Ad rồi. Talon tung chiêu cuối người trở lại từ Echo. Và thế giới bùng nổ quang quy dứt điểm đối phương rất hay đến từ Kiana. Nhưng sau đó thì liệu rằng Pantheon có sống được hay không? Câu trả lời là không. Echo ăn mạng xong cũng phải trả mạng ở đây rồi. Mạng shutdown dành cho Ad, mạng reset tiền luôn ạ. Trong khi đó không vào đứng dưới thì idol. Ô tên lừa đã đạo. Ê. Hay thế nhở, idol đã bị con dinh hai mùa bắn liên tục. Thằng rừng báo hại rồi, thằng rừng báo hại hai mùa. Cầm mẹ nó. Đường trên lần này thì chiêu cuối chung đến từ lắc thì tên máu lại flash ra đi thì chạy mất tiểu đẹp thế. Đại băng tiễn từ xa bắn có trúng hay không đây, bắn trúng rồi kìa. Đủ đam hay không bạn, đây chọc quy và sau đánh tay bóc vào lính và tốc biến chạy, tốc biến theo và đánh tay. Đó là mạng shutdown dành cho vị trí của Dron, làm choáng và double kill cho Dron. Sau đó thì chết rồi. Talon lấy lại hai búp ở đây. Tiện đường thì Echo đang xuống đường dưới rồi. Ping liên tục đến từ Ad rồi. Ping liên tục là Echo đang xuống rồi, té thôi ông ơi. Lưỡng giới đồng quy đặt ra đến từ Echo. Tốc biến đây mà Echo đã có một tiếng làm choáng. Sốc điện các kiểu chết luôn vị trí của Lucian tới hận cậu ạ. Vãi nổi ạ. Pai thì vẫn đang liên tục áp cả ở đây. Lắc đi bộ từ đường trên xuống dưới rồi. Tmo cũng vậy ạ. Đừng vã hàng đường trên. Không không không, bây giờ đi đâu đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Ôi, thôi, hết flash rồi, thôi xong rồi, lần này thì đi rồi. Tên lửa đã đạo từ xa trúng, sát thương đến từ vị trí của Temo là đủ với quả độc quả đấm vừa rồi. Double kill và mạng cho vị trí của Dron, dòng phà. Cầm vẻ đó. Đánh đi bạn, xin đâu bắn đi bạn ơi. Có phía sau đến là vị trí của Kiana và E và Queen. E và Cua sau đó thì Queen vào người. Đánh tay liên tục, thế giới bùng nổ chết luôn ra đây bên phía bên kia rồi. Lắc ôm hai mùa chạy trốn chết ở đây. Vai thì vẫn đang bị ping chấm hỏi liên tục vào đầu vì những tình huống AFK. Idol 24 đang di chuyển ra khu đường giữa bị Talon bắt lại rồi. Bắn mày luôn, tao bắn mày luôn, cho mày đi gặp dế luôn. Thôi, đùa tí thôi bạn. Đùa tí làm gì căng thẳng thế. Căng thẳng mệt mỏi thế nhờ. Cầm mẹ nữa. Vai đã ping bài mấy trở lại rồi. Anh em ơi, Phantom ra nhưng không bắt được vị trí của Talon. Và Talon đang ăn cho mình đó là bãi chim rồi. Thả sứ giả của Kiana. Dinh đi bộ lên ăn đại băng tiễn bị CC liên tục và chết tại chỗ rồi. Mặc dù có piping hơi cao nhưng mà Dinh mới là người thi đấu ngổ ngáo. Và sau đó là một tình huống Pai bị làm choáng mất máu quá nhiều và đi luôn. Echo băng người trở lại với lượng giới đồng quy chiêu cuối còn. Echo chiêu cuối lại hay không đây? Không cần ạ. Q2 rất điểm luôn ạ. Quân cu thật sự chiêu cuối người trở lại tấn công vào Dron nhưng mà sát thương không đủ. Q2 nổ sát thương cũng không đủ và đó là tiếng Talon băng thẳng vào. Echo băng thẳng vào 1-1. Bắn liên tục đến từ Ad, double kill cho Echo nhưng sau đó thì bị hạ gục rất nhanh bởi Ad cũng như là Temo. Đại băng, đó là một tình huống tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp từ xa. Sát thương là không đủ đến từ cầu vòng tối thượng rồi. Ủa? Gì cha? Đừng có trùng hợp à? Hai này chơi chung nét à? Hai này chơi chung quán nét à anh em? Ảo thật đấy, mà nhiều khi ngồi kế bên nhau cũng nên. Pai vừa reconnect xong ăn double kill xuống dưới bị idol bắn không chia phát nào. Mày làm sao? Lao nháo chúng tôi. Trong khi đó khu vực đường trên thì đó là Kiana xuất hiện. Đấy đi bạn ơi, đấy đi rồi. Một tiếng Q E R và đó là một tiếng. Vẫn ok, vẫn cứ là ok nhá, vẫn cứ solo kill được là ok anh em ạ. Mặc dù nhìn nó hơi cồng kềnh nhưng các bạn đòi hỏi gì ở một người chơi đánh sắt? Các bạn đòi hỏi gì ở những người chơi đánh sắt? Lắc đã comeback rồi, trong khi đó thì idol Temo đã bị đấm liên tục, tốc biến vào giữa cái đám đấm của mình và nấm nổ liên tục đến từ vị trí của Temo nhưng cuối cùng thì vẫn chết ạ. Pantheon lên nhưng không bắt được vị trí của Talon rồi. Bị móc ngược trở lại, vẫn đang quáng dí lên, tốc biến lên, đứt vào mạng có cho Pantheon, sau đó có về được không đây? Dựng E, né làm choáng, dính lưỡng giới đồng quy, đại bằng tiễn từ sau hỗ trợ Kiana đến Pai hack tiền lần 1.
chiêu cuối tại chỗ hồi máu và Zinzer gây rất nhiều sát thương cho Echo. Và đó là tiếng Pyhack tiến không nổi lần hai. Cú móc đó là tiếng tốc biến rất hay đến từ Kiana. Kiana trả sát thương lại và lấy mạng shutdown. Echo lưỡng giới đồng quy, mất nỏ từ thủ của Ad rồi lưỡng giới đồng quy tạo giáp. Sát thương đến từ Echo là không đủ, Ad vẫn sống trong tình huống này. Tên lửa. Cầm mẹ đó. Cay tích nhờ. PK cháy máy như thế rồi để con Ad à, nhầm để con Dinh ăn mạng từ xa. Đen thật sự đấy. Rồi, Taymor đặt nấm ra đây làm gì đây? Đang cố gắng tranh chấp con sứ giả thứ hai của ván đấu với đối phương. Đứng dưới thì idol đang đẩy lẻ bị con Pai nó bắt rồi. Pai ping hơi cao nhưng bắt đầu có dấu hiệu reconnect, cá đấm liên tục luôn. Lướt sang bên phía bên kia bờ tường rất dễ dàng đến từ vị trí của tớ hận cậu. Oh, thích tớ chơi mình luôn, thích tớ chơi mình luôn. Tên lửa đạn đạo đến từ vị trí nhầm nào đó đại băng tiễn đến từ vị trí của Ash và Talon đang có một tiếng bớt sát từ một Taymor đi rồi. Taymor đi chung với con sứ giả rồi idol đang lượm cho mình nó lên những quả bưởi. Tốc biến được dùng để né làm choáng, bị chém liên tục và lên bản điểm số với chiều cuối đến từ Phan Khánh 2k3. Pai di chuyển lên và bị phát hiện rồi, bị làm choáng nhưng vẫn kịp rút lui bằng E. Trong khi đó bên phía bên này thì Taymor cộng với tớ hận cậu xuất hiện để có thể phòng thủ ở trụ 3. Làm choáng đến từ Pantheon, sát thương là khá nhiều. Dựng cái E deal down luôn bạn. Chọc cho nó cái Q nữa, chọc cho mày cái... Ôi thôi xong rồi, còn mẻ ôi áp môi ngược trở lại đến từ vị trí của Pai và sao tốc biến chạy, Dinh tốc biến vẫn bị giữ chân lại và Ash không có sát tường. Ash qua cái W có mạng rồi. Bên này thì Echo tốc biến lên dứt điểm thành công vị trí của tớ hận cậu, sau đó thì Taymor không gỡ được mạng ở đây. Chết la liệt hết rồi. 20 phút trôi qua chúng ta có 50 kill ở đây. Pai đang cố gắng lặng lách đánh võng một cái hạt thông nổ đang sẵn sàng. Bị dồn sát thương chết và không kịp hạt thông nổ lắc dính cái chiêu cuối đến từ vị trí của Kiana. Lại AFK rồi. Tối ngày ăn về AFK thôi anh em ơi. Taymor bị dính giật bắn mất máu quá nhiều, thổi mù và Talon sát thương không đủ, đánh tay bị mù rồi trừng phạt. Công kích thật sự. Sao nó bùng chiêu cuối chạy rồi Pantheon mất E rồi. Giọng làm choáng, chọc quy đánh tay, kích sông điện đánh tay, sát thương là khá nhiều, đại băng tiễn từ xa đến hơi trễ. Và sau đó là một tình huống Pai có thể đứng dình mà thôi. Lên đam cái LMM à. Gắt gắt gắt. Chỉ gắt anh em ơi. Team thì đéo có tay lên đam óc chưa. Mà bị chết cay, chết cay, cay chứ. Sao lại không cay, cay chứ. Win cay gì em, win cay cái gì, người ta có cay đâu. Trời ơi, cay cái gì, người ta win mà, cay cái gì. Ờ, win ha. Đang nói mày ngu thích rút kinh nghiệm. Đang nói mày ngu thì rút kinh nghiệm, cay cay. Thế nhờ, cay vách cả đấy. Uno. Uno, what the fuck. Thôi chết cay mẹ đi. Người ta không cay, người ta đã bảo người ta không cay, người ta ngọt. Đứng dưới băng trụ diễn ra và chiều cuối dứt điểm tại chỗ luôn rồi. Pantheon đi ra và giọng W đổi mạng được là cái chắc. Đứng trên idol tớ hận cậu đang đầy đẻ thì lại bị con Pai nó bắt. Má, Pai bắt idol hoài luôn anh em ơi. Ơ, đi đâu đây bạn, đi đâu đây bạn, lang thang đi đâu đây. Thế giới bùng đổ hai người và sát thương đủ đến từ Kiana. Tàng hình dã kiếm, sau đó thì hết tàng hình chắc là đi rồi. Không, ôi, không kéo theo được tàn lồng, hơi đen, thiếu đam. Lang thang ăn nấm tầm này là dở đấy. Echo ra bắt được con Taymor ở đây rồi. Trồn lùi chết mạng thứ 6 rồi ạ, vãi. Lại đạp nấm rồi. Rồi bớt đi đứng giữa đi bạn ơi. Đi quanh quanh đây ăn thêm quả nấm nữa chết bây giờ. Đây rồi, đây rồi. Cay. Cay, cay gọi được rồi thì cay. Flash này ăn cay, ơ cay, cay, cay. Nếu biết tao nào cay luôn. Nếu biết tao nào cay luôn. Người ta flash này người ta ăn mạng cay cái gì. Cay, cay. Cay quá các bạn ơi. 600 vàng không flash này ăn. Chấm hỏi, 600 vàng. Tôi vừa bảo game này không chat ôn xong, bọn nó chat ôn tiếp tục vừa cay vừa ngu. Dừng mày gáy bẩn thế, bọn ta bẩn mà. Và băng thẳng vào tốc biến bết rất tốt đến từ idol tớ hận cậu và đó là chiêu cuối cầu vòng tối thượng từ xa hỗ trợ thêm sát thương nhưng không đủ rồi. Echo phải bấm đồng hồ và chiêu cuối tại chỗ được hay không đây. Chiêu cuối hồi máu kịp, Taymor đã bắt đầu tạt sang bên phía bên sau và đó là một tình huống đời mạng như nào đây. Không được, chỉ là một đối một mà thôi. Lắc có chiêu cuối này, màng Pantheon nãy giờ đi đâu nhở. Ồ, idol Taymor đi rồi. Chiêu cuối xịt đến từ Lux chứ nếu không thì có thể là Pai hack thêm tiền được rồi. Tốc biến tại chỗ đến từ Pai và đó là đại bạo tên lửa đã đạo từ xa trượt. Idol Pantheon đâm thẳng vào trụ đấm chết được con Lux về phía bên kia. Và sau đó thì Talon đang park cua dính thế giới bùng nổ, đứt qua tốc biến qua quy xịt, bị dồn sát thương, bị Nguyệt Đam kích hoạt và sau đó thì lên bảng. Pantheon làm choáng chọc quy xịt rồi hồi máu được dùng đến từ Dinh, bắn liên tục đến từ Dinh, giật bắn xịt, AW làm chậm hỗ trợ từ xa. Tốc biến bắn luôn. Mày làm sao? Mày làm sao? Mày. Chiến thế nhờ. Quả Dinh ngu. Quả Dinh vô cực kiếm món 2 bắn chiến thật đấy. Mất Mega luôn à, ảo vậy.
Echo băng thẳng vào và quăng quy xịt băng trượng làm chậm mà thôi, giật quy 2 và chết tê mò luôn. Chiêu cuối tại chỗ hồi máu, lưỡng giới đồng quy đặt ra chỉ làm chậm đối phương, sau đó thì rút lui nhưng không được rồi. Đi rồi các bạn ơi. Idol cũng đã có những động thái gọi là backup rất kịp thời. Ôi bạn ơi. Đen thế nhở. Pai chiêu cuối được không? Ui bạn ơi, làm cái gì đây? Làm cái gì đây? Đùa với Idol. Rất nhiều nấm nhưng không đạp quả nào, đạp một quả rồi kìa. Làm choáng và sát thương bồi vào là rất nhiều sốc điện phát chết luôn anh em ạ. Dính cái gì đó từ xa đến từ bên phía bên kia thì Idol át đi rồi. Ta lồng bớt sát thương chết luôn Panther và đó là một tiếng... Má... Panther trước khi chết vẫn đẩy kiếm cái thiêu đốt ăn cái mạng anh em ơi. Thấy mau thì flat tại chỗ, không hiểu lý do tại sao flat tại chỗ luôn. Và đấy mà lên kia đạp nấm thì chắc là cũng chết thôi anh em ạ. Một tiếng giao tranh thiếu người đến từ team của Idol tớ hận cậu khi mà thiếu rừng với thiếu AD. Echo vòng ra với định băng trụ ạ, ảo nhờ. Lưỡng giới đồng quy đặt ra vẫn làm choáng được và đó là tiếng quy đi quy về, băng trượng đánh tay, bùa đỏ các kiểu. Idol đã phun số nước mắt và hiện tại đã có cho mình 2 món trang bị rưỡi rồi. Chiêu cuối xuống đường dưới đến từ Pantheon, Echo còn chiêu cuối sắp hồi lại và đó là một tiếng solo mà Echo có thể dùng chiêu cuối được để offline đại băng tiễn từ xa. Chiêu cuối né đại băng tiễn luôn, ảo nhờ. Lưỡng giới đồng quy làm choáng các kiểu, tốc biến làm choáng và đó là mạng shutdown cho Pantheon. Đường trên thì đó là Qiyana vừa giết được vị trí của Lux nhưng sau đó thì Jinx đang lên cùng với Pai. Pai đã có cho mình đó cái Q rồi nhưng mà thiêu đốt luôn cho chắc. Và Talon bung chiêu cuối giết được Qiyana rồi. Chiêu cuối lấy mạng hack tiền đến từ Phạm Khánh 2k3. Pai cộng với lại vị trí của Talon vẫn đang đứng rình ạ. Không biết là bắt ai đây, bắt tớ hận cậu à? Thấy tớ hận cậu rồi, liệu ra muốn bắt hay không đây? Chắc chắn là lên bắt rồi, thật xong rồi. Xong idol chúng ta rồi. Chạy được hay không ạ? Tốc biến rồi né móc các kiểu, sau đó thì thanh trừng còn, thanh trừng trả lại E luôn, E về, E về, oh my god, bớt sát thương ác thật sự. Pantheon lên gỡ mạng, mày làm sao? Cay, thế giới bùng nổ, nhìn nó hơi mù mắt. Tiếp tục đi bộ theo, W vào là chết, W chúng là chết, đại băng tiễn từ xa, ui ôi, hơi bóp rồi bạn ơi. Vẫn là đôi mạng nha, ok nhá, vẫn là đôi mạng nhá. Dạo đây thì ít chặn ổn hơn một chút rồi, nhưng mà nhìn chung thì vẫn đang là những tình huống ăn miếng trả miếng liên tục. Echo lên gỡ mạng. Một tiếng gỡ mạng tốt từ Echo, chiêu cuối còn át tốc biến chạy rồi. Tên lửa đã đạo từ xa hỗ trợ thêm sát thương đến từ vị trí của Jinx khủng cánh dưới. Echo còn chiêu cuối đang cực kỳ tự tin. Đạp nấm rồi bạn ơi, đạp nấm bị slow rồi bạn ơi. Làm choáng đến từ Pantheon, sát thương quá nhiều sốc điện chết luôn. Đứng dưới thì Jinx đang một đường đẩy thẳng, dám đẩy lẻ à? Mày dám đẩy lẻ à? Mày biết đây cái đường đẩy lẻ của ai không? Té liền. Ôi đạp quả đấm này thôi, thôi. Thêm quả nữa không? Tứ về thọ địch rồi bạn ơi. Hạt thông hay, lại không bị dính nấm. Chạy hộ. Chạy hộ bạn ơi. Quy. Ui, truy bạch ngân lên luôn ạ. Mày. Ok chưa hờ. Dí chạy từ đường dưới ra đường giữa mới chết anh em à. Rồng sắp ra nhan Baron vẻ ngon hơn. Thiên la địa võng tay mò đặt ở đây. Ra check xong chắc là cướp được Baron hay không? Không cướp được Baron rồi, tung chiêu cuối, dính thế giới bùng nổ và đi luôn rồi, cay chưa. Pa đang solo rồi mình nó là con rồng. Rồi trời. Mày làm sao? Ý kiến ý cò gì không? Tốc biến từ Echo đổi mạng rồi. Rồng đang nằm trong tầm tấn công và nó thuộc về cho cú trừng phạt đến từ Qiyana. Và sau đó là một tình huống solo 1v1 với lại vị trí của Echo, đại băng tiễn tầm gần thế mà nó xịt. Và sau đó là chiêu cuối hồi máu gây rất nhiều sát thương thiêu đốt quang quy băng trượng hai người. Echo một lúc cân hai nhưng sát thương không đủ. Q2 đã đổi được một mạng rồi. Lắc đặt một cái E nó lại xịt, sát thương là không đủ rồi. Lắc đang bị ping chấm hỏi liên tục bởi vị trí của Echo. Thử Echo lên bảng không gỡ được hai mẫu. Cậu bé đó. Bên này nó chưa kháng phép, Echo nó vẫn khỏe quá, Echo nó vẫn đam kìa, trời ơi, đam giác chưa. Bắn rất đau đến từ Idol tận cậu mà không kịp chiêu cuối đến từ vị trí của Talon, à nhầm đến từ Echo. Talon đạp quả nấm mất máu quá nhiều đi, độc đốt chết không ra. Ui, nấm bây giờ thốn rồi anh em ạ, đủ má, ba đồ tầm này nó đốt hơi bị phê luôn. Cấp 18 hết rồi. Đường dưới đó là chiêu cuối xuống đến từ Pantheon, kích cho mình đó là kiếm ma Yumu. Jinx đang bị bắt lại và tốc biến luôn, làm choáng và solo kill.
Pantheon đang đẩy khu đứng dưới thì lại bị bắt lại rồi. Ba thành viên cùng quay bắt. Lắc đứng bên phía bên kia chờ trực với tốc biến qua đầu tư luôn cả tốc biến sang đặt E mà. Cầu bầu tối thượng đó là mạng dành cho Talon. Ad bắn đại bằng tiễn từ xa trúng nhưng mà sát thương ở phía sau bây giờ hết mất rồi. Pai đứng chờ trong cái bụi này. Ad di chuyển và phay check. Bị đấm liên tục và tốc biến chạy, tốc biến theo đánh tay và chiêu cuối đời không? Không kịp chiêu cuối rồi. Ai đầu thanh chứng cái gì thế kia? Làm cái gì đây bro? Tấu hài trong mọi hoàn cảnh. À, sấy con Echo. Sấy con Echo anh em. Mà nó chiêu cuối nó chạy mất. Tốc biến thả diều các kiểu E chạy như nào đấy. E lướt liên tục rất khó chịu. Thế giới bùng nổ đến từ chiếc kia là tên lửa đạn đạo từ xa. Pha quăng ngược trở lại tự sát đến ta lâu rồi. Echo không còn chiêu cuối cũng đi. Idol lướt lên bắn tiếp và còn lắc về phía bên kia. Mày lắc của chúng tôi, giữ mạng của chúng tôi. Zing đang bị ping liên tục bởi đồng đội khu đứng trên. Người ta đang defend ping cái gì. Temo tận dụng khoảng trống đẩy thẳng vào khu đứng giữa. Solo bờ một với Zing thời điểm này. Temo có một cái mù, biết là solo được hay không. Zing thì full đồ nhưng mà solo với con Temo thì cũng hên xui. Hên xui lắm anh em ạ. 54-58 game càng chặt chặt luôn ạ. Thế giới bùng nổ đến từ Kiana. Bị quét thấy rồi. Pai lướt e quáng rút lui và Idol liệu rằng có bắt được nó hay không đây. W chúng phát hiện ra đối phương lướt lên một quỳ thôi, không nói nhiều. Comeback cực mạnh rồi anh em à. Mặc dù nhìn build đồ thì vẫn hơi dị nhưng mà vẫn ok nhá. Tema vẫn bấm B về được, băng trượng xịt. Dính đại băng tiện đến từ vị trí của Mao Cute chiêu cuối còn. Bây giờ chiêu cuối thì cũng chỉ hồi... Ui, chỉ là hồi máu tại chỗ thôi. Echo để cuối game mà không lên mũ phù thủy anh em ạ. À. Khá là toàn mà đứng dình trên tầm nhìn như này có ổn không? Quy tàng anh đi chơi. Đại băng tiên đã nhầm, đó là cái cầu vồng đối thượng từ xa cũng xịt ở chiêu cuối từ lưng tala hết. Panthon chiêu cuối đến ở bên phía cánh phải và liệu rằng có bắt được ai không đây. Đi bộ lên giọng đứt vào gõ liên tục và lên bảng điểm số rất nhanh, đó là vị trí còn lắc. Tung chiêu cuối, tấn công Temo, tốc biến vào trong bụi, vẫn phải lên bảng. Và đó là một tiếng Temo đi rồi, sau đó thì Talon parkour chạy được. Vẫn đang đứng dình ở đây solo 1-1, hai này cay nhau đầu game giờ. Mày chạy như con chó. Talon sủi nữa lên sao nào, chạy như con chó. Win chưa. Kiana đang bị bắt lại rồi, đang bị bắn liên tục. Zing phun đồ bắn ra chưa kìa. Cầu vòng trượt nhưng tên lửa thì có vẻ là trúng. Ui, Zing biết chơi anh em ơi. Idol đang đẩy đường trên thì bị con Temo nó cướp mất cái lane rồi. Thanh trừng đưa ra sau khi thấy đối phương bị dính đấm nhưng sát thương là chưa đủ. Đánh tay và quy sát thương là vẫn chưa đủ rồi. Temo có đồng hồ và thả diều rất tốt với những quả đấm của mình. Và Talon đang bị dính đấm liên tục rồi. Talon đang bị dính đấm lạng lách đánh võng các kiểu rồi. Quăng W sát thương vẫn là không đủ. Và đó là một tình huống Temo. Cuối cùng vẫn chết ạ. Talon không đạp nấm nữa rồi. Những quả đấm đặt nó phải là hơi âm tường một chút. Bên này thì Echo băng thẳng lên lượng giới đồng quy các kiểu tạo giáp. Chiêu cuối đến từ Pantheon và bắt được ai không đấy, bắt được Pai rồi. Pai bị chọc phát chết luôn, không kịp làm choáng rồi. Lượng giới đồng quy các kiểu chiêu cuối tại chỗ đến từ Echo hồi máu lại. Băng trượng cũng dứt điểm thành công được át. Khóa tốt đến từ Lắc nhưng mà sau đó thì Echo đã có double kill. Và băng thẳng vào đó là mạng dành cho Kiana. Tàng hình đến từ Kiana với nguyên tố cỏ cộng với Dacta. Sau đó thì lên bảng với triple kill dành cho Echo. Bây giờ thì Baron được chưa các bạn? Đang có một tiếng đứng dình ở đây thôi, bất chat talk thì các bạn ơi đánh nhau đi, giờ game càng bốn mấy phút rồi. Khóa tốt nhưng mà có mình nói cái truy bạch ngân đã dình bắn rất đau bên phía bên kia. Đó là một tiếng băng thẳng trở lại đến từ Pantheon, dứt điểm thành công Echo sau một tiếng hơi dại dột đến từ Echo. Talon đến gỡ mạng, Temo đang lạng lách đánh võng đạp nấm nhưng sau đó thì vẫn có mạng. Hạt thông nổ và đó là phát tốc đến theo bắn đến từ dình rất cháy đến từ Rexy trẻ trâu. Tao thấy cái team này phí win phí quá. Cao thủ luôn căng vậy bạn. AD bên tao là hàng cao thủ. Không cứ được rồi. Thế giới bùng nổ xong rồi chắc đi ở đây rồi. Mất Baron, mất dòng ngàn tuổi. Thế này là sắp thua game rồi. AD bên tao là cao thủ. Thiểu năng à. Talon đi đường giữa đạp nấm rồi bạn. Đạp thêm quả thứ hai rồi. Chắc chắn là mất nửa cây rồi. Đạp thêm quả thứ ba nữa là đi luôn rồi bạn ơi. Oh my god, Jesus, tốc biến. Dòng cả tuổi pháo. Dòng cả tuổi pháo, chết luôn ạ. Oh my, mày làm sao báo thù cho thằng Temo. Lắc cũng đang hơi nghèo một chút vì không farm. Ôi bạn ơi, chiêu cuối xịt đến từ kia nè. Cú dịch chuyển được dùng đến từ Temo để cùng với Ad đẩy lẻ khu đứng trên. Bên kia hết dòng ngàn tuổi cho các bạn. Hết đến nơi rồi anh em ạ, còn có tí thời gian hết luôn rồi này. Hết dòng ngàn tuổi, chết luôn đi.
TMO đi hơi cao và bắt đầu bị đấm rất đau, rồi đó là đại băng tiễn trúng vào cái áo choàng bóng đêm. Dòng ngàn tuổi vẫn còn một chút tác dụng trên người của đối phương và đó là double kill Zing. Nhưng sau đó thì Thiêu Đốt đổi được một mạng ở đây đến từ Ash. Ok, một đổi hai, chạy như con chó, đờ mờ mày chết còn sủa. Cúp về đấy, nó ăn bông cay cú đó mà, chạy như con chó, không có ba thằng khác thì mày chạy như con chó. Tao lông con cầu, tao lông chắc con cầu chạy như con chó đó. Kiana bớt sát thương rất hay và sốc điện chết 1.000 tiền cho Kiana. Bây giờ chat hơn mấy thằng này nó lại dở ra đấy. Đang đẩy lẻ, đang tập trung gánh team, né nhẹ cái khóa bắn thanh trừng trở lại. Sát thương là khá nhiều đến tại idol tớ ẩn cậu với full đồ Lucian. Cầu vòng tối thượng được né cái nhẹ đến từ vị trí của tớ ẩn cậu, mất giác tinh thần rồi. Bên này ôm đầu máu hết rồi, tốc biến chạy đến từ Talon ạ. Idol lên bảng nhưng đổi lại thì team có Baron. Team chắc chắn là có Baron rồi. Ba người cùng ăn lấy gì mà không ăn được. Quả đổi chắc rất có ý đồ đấy ạ. Ôi, bàn chứ cuối 1 cân 5 luôn ạ. Ngu. Ngu. Má. Coi chừng đập đấm nha, quả đấm này hơi thốn nha, quả đấm này hơi thốn nha. Ê, 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 nó lách lách cái chân ra hả? Kiana ra gỡ mạng nào bạn ơi, quét thấy rồi này. Quét thấy rồi, bớt sát thương đi bạn. Thế giới bùng nổ dính khóa ánh sáng rồi, QW, bạn QW được không? Không được rồi. Ba đang dí theo và đó là một tiếng cầu vòng tối thượng từ xa cũng xịt rồi. Phía sau là Echo, Kiana E và lính bị lưỡng giới đồng quy làm choáng, mất máu rất nhiều và lên bảng rất nhanh, mất giáp thiên thần. Tên lửa đã đạo được che bởi Temo rồi. Temo đặt nấm ra đi bạn, ba quả đặt đi bạn. Talon tàng hình rất hay và mạng có dành cho ai mà thôi khi mà Ad đã đứng lại ở giữa lòng địch như thế này. Giữa năm thành viên tiền địch, Ad vẫn tốc đến chạy được, đạp một quả đấm dính rất nhiều giáp thương từ xa. Oh my god, dính một cái W nữa là chết. Temo 1 cân 5, Temo 1 cân 5, người hùng cuối game rồi. Ad đứt một cái nữa bạn ơi, đứt một cái nữa. Temo lại bước lên một mạng cho tớ hận cậu rồi. Zing đứng bắn tại chỗ và lên bảng double kill cho tớ hận cậu. Bên phía bên kia đang chạy trối chết với hai người còn lại yếu máu. Cầu vòng tối thượng sát thương là chưa đủ đến từ Lắc. Triple kill cho idol tớ hận cậu tỏa sáng đúng lúc. Zamba thằng ắt con này. Im im tỏa sáng anh em ạ, không chat ôn kém sang làm gì cả. Dịch chuyển được dùng đến từ vị trí của Temo. Temo dịch chuyển để làm gì đấy ạ? Kết thúc ván đấu với Baron chàng. Echo đang bấm B về. Đẩy mid anh em ơi. Một mega rồi chết, một mega rồi chết. Tôi thiếu đốt chết mới cày chứ. Đm tao hay. Đm tao hay. Thanh trừng đưa ra để tại được tận cậu. Echo vẫn máu nhiều quá. Lướt lên bắn mày luôn bây giờ. Né nhẹ cái quy luôn này. Lướt lên bắn mega luôn anh em ạ. Chiêu cuối tại chỗ đến Echo hồi máu, sau đó thì ăn mạng nhưng không sao. Cứ một mạng đổi một mega là ok. Dòng ngàn tuổi luôn anh em ơi. Vào cái thế nó phải win rồi. Vào cái thế nó phải win rồi. Ồ, sao sinh AFK rồi? Đang cái thời điểm quan trọng này là AFK không? Talon đi ra, reconnect rồi. Talon đi ra, face check rất ẩu. Suýt chút nữa đã phải lên bảng điểm số. Và đó là một tình huống rồng ngàn tuổi đớt. Chết rồi, chết con Talon rồi. Rồi mới chat ôn nữa đi, mày chat ôn nữa đi. Cầu vòng tối thượng từ xa lưỡng giới đồng quy các kiểu, tên lửa đạn đạo và sát thương là đủ để có thể lấy hai mạng ở đây. Phải đến chiều cuối tính hack tiền thì không được. Chạy cái đầm mờ mày. Kiana băng vào gỡ được một mạng ở đây và sau đó thì té thôi. 3 mega này không win nữa thôi. Ulti để chạy à thằng ngu. Ulti để chạy à thằng ngu. Cay lắm rồi. Kiana đứng ở đây để chờ với tình huống cân 2 với thế giới bùng nổ hai người. Dồn sát thương với dòng ngàn tuổi pha. Sát thương là không đủ. Pa đang hồi máu nội tại. Và may là không có quả nấm nào ở đây. Cầu vòng tối thượng xịt nữa rồi. Đi rừng ngu thế. Sủi ít thôi con. 4-1 vs 9. Tốc biến lên. Dòng ngàn tuổi pha chết được con Lắc ở đây rồi. Xanh thế mà phải ulti để chạy à. Đúc quy. Không được, không được. Lính siêu cấp bắt đầu tràn vào trụ vệ chính đầu tiên đang bị tấn công và pha còn lại cực kỳ ít máu. Echo thì ra mid làm gì ở đây. Thanh trừng dí rất rát đến từ vị trí của tớ hận cậu rồi. Tốc hành lên, tốc biến lên. Bắn liên tục chiều cuối lại đến từ vị trí của Echo. Lưỡng giới đồng quy đặt ra băng trượng các kiểu. Và sau đó thì chết ở đây là cái chắc. Chết ở đây là cái chắc. Chết ở đây là cái chắc. Nhờn với idol 11-15 mà phải ulti để chạy ngu vơ cơ lờ. Tao chịu. Tao chịu. Sao em? Sủa lên em. Em à? Em ở đâu đấy em? Mày sinh năm bao nhiêu? Mày sinh năm bao nhiêu? Dinh lại AFK rồi. Đang trên bảng điểm số thì AFK. Bây giờ có vào thì cũng chắc là cũng thua thôi. Thế giới bùng nổ hất tung rất cao tại chỗ, mất ra tiền thần vị trí của Pai rồi.
và pha băng thẳng lên từ vị trí của Talon cũng chết thèo. Dinh bây giờ mới vào, bị tấn công liên tục, bắn tại chỗ và sau đó thì cũng chết luôn. Ok chưa, Idol gánh team chưa. Talon nó sủa ghê lắm mà. Xanh thế mà bị tên mau giết à. Ngu, bốn thằng ngu gánh sao. GGDM, tao hay quá. Idol chat đúng một câu thôi. DM, tao hay quá. Đắt ồn. Thể hiện sự sang trọng anh em à. Nói nhiều để làm gì, chat nhiều để làm gì. Ok chưa. 156 kill anh em à. Bắt những người bệnh như tôi cắt những game như này là thực sự là trầm cảm đấy anh em. Ha, giờ tôi ngồi. À, vì sức khỏe có hạn nên là Văn Tú không sản xuất được cái series này nhiều, bởi các bạn biết rồi đấy, mỗi game ở cái rank này nó không bình thường như là mấy game nó cắt giải đâu các bạn. Thôi cắt giải nó còn khỏe chán, mấy game cắt rank thồng này thì sức cười cũng không có, bởi tôi ngồi tôi cười là nó sẽ bị ho. Rất là hy vọng là anh em thông cảm và lâu lâu mới sản xuất ra được một số của bình luận đánh đồng, nhưng mà hy vọng là anh em vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho channel Văn Tùng nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hy vọng là nó sẽ mang lại những phút giây giải trí cuối ngày cho anh em. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video khác của Văn Tùng nhá. Bye bye.